Thưa quý vị, hãng hàng không Vietjet Air đã thực hiện chuyến bay đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa sau nhiều tháng hàng không gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chuyến bay này cũng ghi nhận sự trở lại của hành khách đối với hàng không nội địa khi họ đặt kín chỗ chỉ vài tiếng sau khi công bố. Hành khách thực hiện chuyến bay đã phải kiểm tra tình trạng vaccine và xét nghiệm, thực hiện các thủ tục cho chuyến bay, khai báo y tế, tuân thủ quy tắc 5K, đảm bảo phòng chống dịch. Tất cả hành khách khởi hành đi từ thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn này đều được hãng hàng không Vietjet hỗ trợ làm xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí. Chuyến bay xanh của Vietjet dịp này, hành khách được trải nghiệm các bài tập yoga ngay trên tàu bay đã giúp họ một khoảng nghỉ ngơi tập trung và thấu hiểu cơ thể, từ đó cải thiện sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra, hành khách trên chuyến bay còn nhận được những món quà từ Vietjet, cũng có cơ hội tham gia bốc thăm trúng máy đo SPO2, các dụng cụ y tế bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cho mình và người thân. Đường bay thường lệ đã nối dài những chuyến bay xanh, góp phần cho cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh sớm trở lại tự tin, an toàn trong trạng thái bình thường mới.